Chân Dung Đức Hải tỏ tình hoàn mỹ. Dù từng tỏ tình các cô gái khác, nam chính bỏ qua nỗi sợ bản thân, quyết tâm lên sân khấu tỏ tình hoàn mỹ lần thứ hai để thổ lộ tấm chân tình với Jenna Anh Phương. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cũng bất ngờ xuất hiện một cách đặc biệt để gửi gắm lời yêu thương tới con gái. Tập 76 phần 1 tỏ tình hoàn mỹ chào đón nam chính Ngô Đức Hải, người từng đến chương trình để tỏ tình Fanny nhưng không thành. Tuy nhiên ở lần này, cô gái mà trái tim anh hướng đến là Jenna Anh Phương. Theo chia sẻ, cả hai kết nối với nhau qua mạng xã hội, dù chưa từng gặp mặt, Đức Hải đã cảm mến Jenna từ lúc nào không hay. Khi cảm nhận được đàn em có cảm xúc đặc biệt với mình, Jenna đã chọn giữ khoảng cách vì cô xác định đối phương chỉ có thể là em trai, là bạn bè. Không chỉ thế, qua những lần trò chuyện, cô cảm nhận được Đức Hải là người rất văn vở, cô không thích những chàng trai như vậy. 6 tháng quen nhau trên mạng xã hội, cả hai gặp mặt và hình thành mối quan hệ thân thiết. Thậm chí khi biết Đức Hải đang buồn và gặp nhiều áp lực, Jenna đã từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ, khiến nam chính cảm động. Khoảng thời gian Jenna quyết định đi thi Hoa hậu, anh cho biết lúc nào cũng theo dõi mọi động tĩnh trên mạng xã hội của cô. Đặc biệt bố ruột của Jenna, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng đã bất ngờ xuất hiện trên màn hình LED với những lời gửi gắm đầy yêu thương. Nam nghệ sĩ mong con gái tìm được chàng trai ở bên quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ trong cuộc sống. Nghe chia sẻ của ba đã chạm tới trái tim, khiến Jenna bật khóc. Đến thời khắc quyết định, thấy Jenna bối rối không nói lên lời nào, nên Đức Hải quyết định ra về để không làm cho đối phương áp lực. Em không muốn tạo áp lực cho chị thêm nữa, vì em biết cuộc sống của chị quá nhiều áp lực rồi. Em cũng không muốn chị rơi nước mắt vì hối tiếc hay buồn đau. Em chỉ muốn chị rơi nước mắt khi chị hạnh phúc thôi, nam chính bày tỏ. Khoảnh khắc Đức Hải quay lưng đi, thì Jenna đã bất ngờ quay lại. Níu tay đàn em bộc bạch, dắt chị theo với. Chứng kiến khoảnh khắc đó, Giang Cách mời vỗ tay không ngớt, vỡ òa trước cái kết đẹp. Jenna Anh Phương nói về quyết định chọn Đức Hải. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều tới mức chết lặng, tôi nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, khi luôn chỉ có một mình khó khăn và tủi thân như thế nào, và những khoảnh khắc khi Hải xuất hiện đã đem đến niềm vui cho mình ra sao. Từ trước tới nay, tôi luôn rạch ròi trong các mối quan hệ bạn bè. Sau hôm đó, tôi lắng nghe lời khuyên của mọi người và biết rằng Hải đã luôn âm thầm quan tâm, dành tình cảm cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ đến lúc phải bỏ qua những nguyên tắc và bước ra khỏi vùng an toàn, mở lòng với người mình nhất, hiểu mình nhất. Con gái út của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng xác nhận. Cả hai bước vào mối quan hệ tình yêu, cô cho biết Đức Hải vừa chuẩn bị với mẫu hình mà cô hướng tới. Việc chênh lệch tuổi tác không quan trọng khiến cho hai người không gặp trở ngại lớn. Trước đây khi chưa tìm hiểu kỹ, tôi nghĩ bạn ấy trẻ con, cố tỏ ra trưởng thành. Nhưng khi chính thức quen, bạn ấy chín chắn, là người biết lắng nghe, quan sát và học hỏi. Ngoài đời bạn vui tính, có quy củ trong lối sống, bạn ấy biết chiều chuộng tôi và nhiều lúc tôi cần để độc lập. Nói chung chúng tôi khá hợp nhau, cô chia sẻ. Sau thời gian tham gia game show lẫn thử sức ở ngoài sân chơi sắc đẹp, Jenna Anh Phương tiết lộ cô tiếp tục cho ra sản phẩm âm nhạc và tiếp tục tập trung nhiều hơn về điện ảnh. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của Đức Hải và Jenna Anh Phương, khán giả và dàn khách mời không khỏi kiềm chế được cảm xúc. Người vỗ tay không ngớt, người rơi nước mắt xúc động, nhưng tất cả đều vỡ òa trước cái kết đẹp này. Như vậy, tỏ tình hoàn mỹ lại chào đón thêm một cặp đôi mới, Jenna Anh Phương và Đức Hải. Trước đó, Đức Hải từng lên sân khấu tỏ tình Fanny Trần. Đức Hải đã chuẩn bị khung cảnh tỏ tình đặc biệt, thuyền giữa biển khơi, nữ chính khiến nam diễn viên thầm thương trộm nhớ trong thời gian dài, chính là Fanny Trần. Đức Hải ấn tượng với Fanny. Fanny chia sẻ, từng tìm hiểu 4 chàng trai nhỏ tuổi hơn mình và kết quả đều không có cảm giác an toàn, không đến được với nhau. Chính vì thế, nữ streamer có phần e dè với những chàng phi công. Trước nỗi lo của Fanny, Đức Hải đã bày tỏ tấm lòng vô cùng chân thành, hứa hẹn sẽ ở bên cạnh Fanny để lắng nghe những chia sẻ của cô. Fanny Trần đã đưa ra câu trả lời, mong muốn sẽ tìm hiểu Đức Hải sau chương trình, hy vọng sau những cuộc trò chuyện có thể cùng nhau tâm sự và tiến triển mối quan hệ tốt đẹp hơn.